Vâng, xin chào mừng anh chị trở lại với kênh Xe và Đam Mê, có địa chỉ tại số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Và hôm nay bên showroom vừa về một cái mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. Một chiếc xe số sàn, phiên bản hộp số 6 cấp, khối động cơ là 1.4, cực kỳ là bền bỉ cũng như là đằm chắc. Nó khác biệt hoàn toàn với những chiếc xe được sản xuất thương mại hóa tại Việt Nam. Vâng, những chiếc xe này thực sự nó là những chiếc xe mà xứng đáng với cái tầm tiền mà chỉ nhô 300 triệu thôi, anh chị đã sở hữu một cái mẫu xe đứng đầu phân khúc hạng B với tôn vỏ dày, hộp số 6 cấp, chuyển động linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất thì khá là rộng rãi và thực sự khối động cơ 1.4 thì bền bỉ, lành tính và tiết kiệm. Anh chị có thể nhận thấy được là trang thiết bị ngoại thất của xe thì ta thấy được rằng là với cái la răng là đa chấu kép hợp kim, nhôm hợp kim, thì chiếc xe có bản lốp dày. Và thứ hai nữa đó là xe trang bị, đây là phân khúc hạng B, dẫn động 4 bánh ABS và 2 đùm bánh ABS ở phía trước. Chiều dài của xe thì nó tầm 4m4 anh chị nhé. Vâng, 4m4, 4m45 đấy. Còn lại chiều rộng của xe cũng khá là ok. Với cái thiết kế nhìn chung là khá là năng động và trẻ trung, thì chiếc Kia Rio được đánh giá rất là cao về cái mặt tầm chắc và cái độ cách âm chống ồn của nó tốt hơn hẳn so với những chiếc Fire hoặc là những chiếc Accent anh chị nhé. Vâng, bởi vì lợi thế của những cái dòng xe này là nó được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. Ta có thể nhận thấy đây là một chiếc xe biển 38, một chủ từ đầu, xe được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ rồi nè. Ngoại thất của xe được sơn màu trắng. Với những chiếc xe của bên showroom Xe Đam Mê thì anh chị đã biết rồi, tất cả những cái chi tiết bên em đều quay rất là kỹ. Có quay gầm bệ, máy móc và đảm bảo tất cả những chiếc xe bán ra đều được bảo hành về máy 1 năm cho anh chị sử dụng. Anh chị có thể nhận thấy toàn bộ form dáng của xe còn nguyên vẹn này. Nhìn ở phía đằng sau thì anh chị nhìn thấy được rằng là xe được trang bị cặp đèn khá là sáng. Nói chung là tất cả đều là đèn zin hết nhá. Tất cả các chi tiết xe là còn đều này. Đấy, có cả đuôi gió ở phía sau, nhìn nó rất là khỏe khoắn. Thiết kế mở cốp bằng chìa. Đấy, anh chị nhìn đây. Và phải nói rằng cái form dáng của chiếc xe này cũng không có điều gì để bàn cả. Nếu như anh chị đến đây xem trực tiếp thì sẽ thích thôi. Với chiếc phiên bản Kia Rio 2017 này thì anh chị biết rồi. Đối với lại những chiếc Kia Rio 17, nó là form cuối cùng luôn anh chị nhé. Sau đó nó mới chuyển sang form khác. Thì nó được nhập khẩu nguyên chiếc thì đời 17 là đời cuối cùng luôn. 4 quả lốp còn mới tính này. Và anh chị về không phải lo ngại về phần lốp nữa. Tất cả đều là zin hết về phần vỏ nhé. 4 lốp là mới kính con. Lốp là mới kính con luôn nhé. Xi nhang thì nhìn rất là khỏe khoắn. Về phần đầu xe thì ở đây anh chị có thể nhận thấy được rằng đèn bi halogen này, đèn halogen này, sơn xi màu trắng này, tất cả các đường nét là liền khít nhau này. Đấy, anh chị nhìn ạ. Và phía dưới thì là có trang bị là bi gầm anh chị nhé. Đấy, bi gầm. Xe đẹp xịn sò luôn, tất cả các chi tiết là rất là ok nhé. Tất cả những cái đường nét của cái form xe đó là từ cái đường vuốt cạnh, từ cái phía đuôi đèn đến cái phần cánh cửa phía lái này, nó còn nguyên zin này và nguyên vẹn này. Đây là đủ đảm bảo thấy được cho anh chị thấy được là chiếc xe chất lượng nhé. Đấy, về phần bỏ ngoài thì bên showroom cam kết với anh chị đó là không đâm xô tai nạn, không đâm xô tai nạn, máy móc nguyên zin. Và bây giờ xin mời anh chị tới phần nội thất của xe. Với lợi thế của một cái chiếc xe nhập khẩu, với việc là tôn vỏ sản xuất cực kỳ là chắc chắn, nó không bao giờ bị mối mọt như những chiếc xe ở Việt Nam thương mại hóa. Và thứ hai nữa đó là sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nước ngoài thì bao giờ cũng khắt khe rồi đúng không ạ? Anh chị có thể nhận thấy được là một mẫu xe phân khúc hạng B nhưng nó được trang bị khá là đầy đủ và cũng như là một chiếc xe có cái công năng về cái khoang hành khách khá là rộng rãi nhé. Anh chị nhìn thấy được rằng với cái bản ghế to bản này có thể ngồi được đến 3 đến 4 người. Và cái khoảng cách giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau nó mang lại sự thoải mái cho người ngồi ở phía đằng sau anh chị nhé. Đấy, tôn vỏ nhìn chung là có sự khác biệt hoàn toàn so với những chiếc Spyder và những chiếc Accent. Nó rất là chắc chắn. Ngay cả những cái phần tắp ly cửa nó cũng là một sự khác biệt hoàn toàn. Tắp ly cửa thì được sản xuất bằng vật liệu nhựa cao cấp, rất là bền bỉ. Nó không ọp ẹp và phòng phành như những chiếc xe mà thương mại hóa tại Việt Nam. Còn tất cả những cái con ốc của bên em là còn zin đét hết anh chị nhé. Đấy, zin đét hết luôn. Trần thì vẫn là trần nỉ theo xe nguyên bản từ đầu này.
và từng cái đường nét của xe anh chị có thể nhìn đấy ạ, từng đường nét của xe nó vẫn còn đẹp xuất sắc luôn đấy, tất cả các chi tiết luôn. Keo chỉ là zinet 100%, không mất một phân keo chỉ, để cho anh chị có thể là yên tâm nhé. Đấy, tất cả mọi chi tiết xe là còn nguyên bản nguyên zin, keo chỉ zinet 100%. Về khoang lái thì cũng khá là rộng rãi, với cái khoảng cách ghế lái lên đến cái phần tắp lô cửa là nó khá là chuẩn mực cho người ngồi lái cũng như người ngồi ở cạnh vế lái cũng cảm giác là nó cũng ok. Đấy, tất cả những cái chi tiết xe này là còn zin và nguyên bản anh chị nhé. Đấy, tắp lô to và xe thì được trang bị hộp số 6 cấp. Thì hộp số 6 cấp thì nó sẽ chuyển động mượt mà, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với hộp 5 cấp anh chị nhé. Đấy, điều hòa, các phím điều hòa chỉnh cơ hết anh chị ạ. Và tất cả những cái phân khúc hạng B này đời 2017 là chiếc xe này đã ở mức độ tương đối là tốt rồi. Và đây, chủ nhân đã trang bị lên cam hành trình này. Và đặc biệt đó là vô lăng của chiếc xe này làm được bằng chất liệu nhựa cao cấp này, có tích hợp những cái phím bấm chức năng nghe gọi, điều chỉnh bài hát, volume và bằng những cái gai sần nó còn nguyên bản như thế này đấy ạ. Vâng. Đó, rất là đẹp và rất là ok đúng không ạ? Và tam lô cửa là toàn bộ là chất liệu nhựa cao cấp, xe được trang bị hai túi khí anh chị nhé. Đấy, thảm lót tam lô chủ nhân khá là cẩn thận luôn. Chút là để về nói về chiếc xe này thì chắc chắn rồi, đây là một cái chiếc xe mà nó sẽ là tầm tiền là trên 300 triệu thì cũng khó có thể tìm được chiếc xe nào hợp lý như cái phiên bản Rio này. Bởi vì những chiếc Kia Rio nó lại lợi thế hơn, đó là những cái, nó là một cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc chứ không phải là dòng sản xuất đại trà tại Việt Nam, cho nên cái chất lượng của nó sẽ được tốt hơn. Và những cái phiên bản Kia thì không phải là Kia Rio, mà tất cả những chiếc xe của Kia đều đã được sử dụng nhiều năm và được người tiêu dùng đánh giá là những cái chiếc xe mà có khối động cơ bền bỉ, không bao giờ bị hỏng vặt. Nếu như anh chị thay dầu thay mỡ đồng hoàng cẩn thận thì Kia nó rất là lành tính. Quan trọng là phần thân vỏ là không được đâm xô. Bên em sẽ quay rất kỹ cho anh chị cả gì đây ạ. Vâng, thời tiết miền Bắc bây giờ nó đang là khá là rét, dẫn đến là em Dũng có hơi ảnh hưởng có họng một chút, cho nên là có như nào anh chị thông cảm nhé. Vâng, đây ạ. Vâng, cố gắng quay chi tiết cho anh chị để anh chị ở xa có thể theo dõi được trực tiếp và chi tiết tất cả những cái chất lượng của cái xe mà bên em bày bán. Đấy, khoang máy của xe thì rất là sáng, đời 2017, xe lăn bánh được chưa đầy 6 vạn anh chị ạ. Và đây anh chị nhìn này, xe được thiết kế khoang động cơ đó là 1.4. Đấy, máy zin luôn anh chị nhé, tất cả những con ốc chân máy là zin nguyên bản hết này. Khối động cơ máy là 1.4 bốn máy này. Và đây là cỗ máy rất là bền bỉ và máy là đảm bảo zin tuyệt đối luôn. Anh chị sẽ xem phần gầm ở phần cuối video để có thể định giá ra được cái xe của mình. Bởi vì quay phần gầm là ta sẽ xem được cái phần máy, phần đáy số, phần đáy máy để xem nó có zin thực sự không, nó có bị ngập máy, ngập nước, có bị thủy kích không. Còn phía trên này ta cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng nó chỉ nhìn được khoảng tầm 90% thôi. 100% là ta phải xem cả phần máy nữa đúng không ạ? Và đấy thì xe đam mê. Và trực tiếp số online của em Dũng đó là 0964 834 834, sẽ quay cho anh chị khá là chi tiết để chị có thể định ra được cái chất lượng của cái xe mà anh chị định mua. Ở đây ạ, phần cánh cửa bên lái đấy ạ. Vâng, đấy là zin tuyệt đối luôn nhé. Xe được trang bị một kính lái auto, ba kính chỉnh điện, gương điện chỉnh hết anh chị nhé, chỉnh điện bốn cánh. Và những cái nhựa tam ly anh chị thấy được là gì đấy ạ, nó cực kỳ là chắc chắn và nó không như những cái nhựa sản xuất tại Việt Nam bây giờ. Tất cả những đồ này đều là nhập nguyên chiếc từ bên Hàn Quốc nhé. Tất cả những con ốc nó còn nguyên dấu sơn nhà sản xuất và những cái tay cửa nó còn mới kính cong luôn, tem mác còn zin bạc. Và khoang ghế lồi ngồi thì rộng rãi, ghế da sạch đẹp và vô lăng cũng đẹp luôn, không có tì vết gì cả. Chiếc xe này thì được lăn bánh năm 2017 anh chị nhé, đời 2017 và nhập khẩu nguyên chiếc. Và bên em đang chào bán với giá rất là hợp lý cho anh chị. Đấy, chị thấy được là xe mới chưa đầy 6 vạn thôi. Giá rất hợp lý cho toàn bộ, toàn thể các anh chị đang quan tâm và theo dõi ở đây. Đó là 340 triệu đồng anh chị nhé, 340 triệu đồng. Thực sự là hợp lý luôn. Với một cái chiếc xe nhập khẩu đời cao 2017, lành tính mà chắc chắn, tôn vỏ dày,
Vâng, tất cả những chiếc xe mà Vios hay là Accent đều không đủ tuổi để so sánh với chiếc Kia Rio này. Nó thực sự là một cái chiếc xe chất lượng. Em sẽ mở thêm cái cốp ở phía sau để chị có thể cùng em quan sát kỹ hơn một chút về tổng thể một cái chiếc xe trước khi mời anh chị xuống phần gầm. Anh chị nhé, 340 triệu đồng cho chiếc Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc với hộp số sàn 6 cấp. Đây, anh chị nhìn khoang cốp của Kia Rio, anh chị đã thấy cảm thấy bất ngờ bởi vì nó thực sự là quá rộng luôn. Rộng hơn cả Accent, rộng hơn cả Vios, anh chị có thể để đồ thoải mái ở trong cái khoang cốp này. Đó, khoang cốp này nó phải rộng rất nhiều so với lại những cái khoang cốp của những chiếc xe cùng phân khúc. Đây, tất cả các chi tiết xe là zin nguyên anh chị nhé. Tất cả là zin nguyên. Bên em đội anh em kiểm tra rất là kỹ về mặt chất lượng của xe rồi, cho nên tất cả những chiếc xe về đây phải đảm bảo là nguyên vẹn. Dù là những chiếc xe cũ nhưng không được tai nạn đâm xô. Đấy, anh chị nhìn này, này. Đấy, cái nốt. Đây, quan trọng là dưới này. Đấy, phần dưới này đấy ạ. Vâng. Dụng cụ cua nốt rồi nốt sụp cua sẽ thay cho anh chị cái nốt khác. Vâng. Và nhưng mà cái nốt theo xe này nó còn cái nốt này người ta mới thay, còn mới tinh luôn đây anh chị này. Còn mới tinh luôn anh chị nhé. Bốn nốt theo xe, bốn nốt mà người ta sử dụng lăn bánh này nó còn mới tinh luôn. Đấy, anh chị nhá. Vâng. Vậy thì tất cả những vấn đề về chiếc xe này thì em cũng đã quay khá kỹ rồi. Bây giờ nếu như anh chị muốn chốt xe thì hãy điện thoại trực tiếp tới số hotline của em Dũng, đó là 0964 834 834. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ kênh Xe và Đam Mê. Xin chào tạm biệt anh chị. Và bây giờ xin mời anh chị tới phần gầm của chiếc xe Kia Rio nhập khẩu 2017 này. Và thực sự là chất liệu nhập khẩu nó khác biệt hoàn toàn so với những cái chất liệu của dòng xe sản xuất tại Việt Nam. Anh chị có thấy được là toàn bộ những cái hệ thống khung gầm càng này nó toàn là chất liệu thép cứng. Vâng, nó sẽ giữ thăng bằng toàn bộ cho chiếc xe, nâng đỡ máy khung gầm của xe. Đây chị nhìn đấy ạ. Vâng. Và toàn bộ những cái hộp phanh cũng như là phần giảm xóc và rô tin của xe là còn nguyên vẹn. Đặc biệt chiếc xe này có phần hộp sàn nó cực kỳ là sáng bóng luôn. Cái phần hộp sàn nó là cái phần sắt xi nâng đỡ toàn bộ cái sàn xe. Nếu như những chiếc xe nào mà bị mối mọt cũng như là va chạm thì phần hộp sàn này nó sẽ bị cong vênh cũng như là bị mối mọt anh chị nhé. Đấy chị nhìn này, toàn bộ là nó còn nguyên vẹn đúng không ạ. Và đây chị nhìn gần phía ra rô tin cũng như là phần giảm xóc của xe là còn zin và nguyên bản nhé. Xe chạy cực kỳ là ổn định luôn. Và cái phần nâng cầu thì ta cũng sẽ nhìn được cả phần sắt xi của xe nữa anh chị nhé. Đấy, phần sắt xi của xe bên lái và sắt xi bên phụ này, tất cả ta nhìn được hết này. Và như thế ta sẽ khẳng định được là 100% chiếc xe đó là không bị đâm số tai nạn. Và quan tâm nữa, quan trọng nhất đó là cái phần nâng gầm, nên là ta xem là máy số nó có zin không. Thế chị nhìn đây là phần đáy côn này, nó còn nguyên keo của nhà sản xuất và những cái con ốc nó còn nguyên vẹn nhá. Và phần đáy máy này, phần đáy số này, phần đáy số anh chị nhìn này, nó cũng nguyên vẹn luôn và những con ốc nó còn chưa bị van mở nhá. Đấy, những cái lớp keo của nhà máy nó còn nguyên vẹn nhé anh chị nhé. Và phần đáy máy nè, phần đáy máy nè, đây là đáy tắc te nhé anh chị nhé. Và đây anh chị nhìn là những cái gioăng keo của nhà máy sản xuất vẫn còn nguyên bản, những con ốc chưa từng có đốt vặn còn chất niên rồi. Nếu những con ốc này dưới gầm nó làm bằng cái chất liệu gọi là ốc thì nó không bị tránh theo thời gian, nó hơi bị hen ố theo thời gian một chút, nhưng mà quan trọng nó không có nốt vặn anh chị nhé. Đó là zin và tất cả những cái phần keo, keo cốt của xe nó vẫn còn nguyên bản. Và vậy thì với việc nâng gầm như thế này thì ta khẳng định là máy số zin, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, tất cả những phần ba bô lê là không có va chạm. Thì ta sẽ đi xuống phía dưới này, anh chị nhìn này, toàn bộ phần phía dưới là nguyên bản luôn. Và phần cua lốp này không có hề có va chạm gì luôn nhé, cua lốp vẫn zin này. Và tất cả những phần sắt xi bên trong này nó còn zin và nguyên bản. Vâng, vậy là chiếc Kia Rio như thế này là hoàn mỹ và chuẩn mực rồi. Và anh chị hoàn toàn có thể yên tâm với chiếc xe này. Khi mà bên em bày bán thì đã quay rất kỹ rồi. Và chỉ có Xe Đam Mê mới có thể thực hiện những cái video clip đầy đủ và chi tiết như thế này để có thể bảo hành cam kết với quý khách hàng. Vâng, cảm ơn anh chị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Xe Đam Mê. Xin chào tạm biệt.